my time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my town. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Sau ngày thi đấu thứ hai, những kịch bản chưa hề đoán trước đã xuất hiện. Ru nhận chiến thắng trước một Dragon X đang bay cao. Fnatic hạ gục T1 dễ dàng với lô đánh chắc chắn. Kịch bản chung kết thế giới 2022 thực sự khó đoán khi các đội tuyển không quá chênh nhau về trình độ. Đại diện còn lại của Việt Nam là Gam cũng đã có trận đấu đầu tiên tại chung kết thế giới sau hơn 2 năm vắng bóng. Kết quả được dự tính trước khiến chúng ta không quá bất ngờ khi những chàng trai đến từ Việt Nam đã thua Top một cách chóng vánh. Trong ngày thi đấu tiếp theo, hạt giống số 1 VCS sẽ gặp gỡ đội tuyển mạnh nhất khu vực châu Âu ở thời điểm hiện tại. Vậy cơ hội nào dành cho Gam khi mà đối thủ của họ lại vừa có một trận thắng đầy bất ngờ? Trong những lượt cắm chọn, Gam đã có sự chuẩn bị với một đối thủ quen thuộc vì họ đã từng tập luyện với nhau trong giai đoạn mùa hè. Trong những lượt lựa chọn, Gam muốn tạo nên sự bất ngờ khi khóa vào những con bà sở hữu nhiều khống chế như Sejuani và Rell. Star đáp trả Jackie Love với con bà Tristana và kết quả thì xạ thủ của Gam bị con Sivir bắn túi bụi. Trên thực tế, chất lượng đội hình của Gam cho phép họ đánh hộ báo từ những giai đoạn đầu tiên. Được phép đánh lão nhưng không được phép đâm quá sâu. Những bước di chuyển bắn vào TN của Levi đã cho ta có hy vọng rằng đây là một trận đấu hấp dẫn khi đại diện Việt Nam là những người chủ động. Người ta đánh giá cao Top tại kỳ chung kết thế giới năm nay là có lý do của nó. Những bước đầu chệch nhịp, Top quyết định đánh chậm lại và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy Levi là người vươn lên dẫn trước so với TN, nhưng nhìn lại, cả mid và bot của Gam đều có sự thua thiệt về chỉ số lính hoặc kinh nghiệm. Họ bỏ qua việc thăng tiến sức mạnh bằng những con lính, thay vào đó Gam chọn đánh mạnh để Levi có được lợi thế. Những lợi thế dần được sang bằng với con sứ giả khai nước đầu tiên. Việc macro hướng di chuyển của Top sau tình huống tập kết đã tạo ra bước ngoặt ban đầu. Khi Pierre xung phong với cú hack kim thuật thì mọi thứ đã có kết quả. Ten chặn đầu và bộ ba Jackie, Mark, Knight phản công. Tuy nguồn không chế đến từ Sejuani lẫn Rao có thừa, nhưng những sát thương mà hai carry của Gam sở hữu lại là hai nguồn sát thương đơn mục tiêu. Đó chính là vấn đề trong tình huống này. Đánh không được, chạy cũng không xong. Gam để lại 4 điểm hạ gục. Chưa hết, tổ chức đánh ba vào Jackie Love không lâu sau đó để lại thêm 2 điểm hạ gục nữa là dấu chấm hết trận ván thi đấu này. Tuy Gam đã cố gắng gỡ lại bằng counter Q dành cho Star, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Dần để lộ ra những điểm yếu như quá rướng trong các tình huống giao tranh. Lực ban biết mạnh Alan nhưng kén sát thương khi combat đông người diễn ra. Đây cũng là điều Gam cần phải cải thiện cho trận đấu ngày mai. Để thua Top, việc này chúng ta có thể dự đoán được khi họ là một trong những đội hàng đầu thế giới. Một đội tuyển đến từ khu vực như VCS có thể cầm cự quá 20 phút có thể gọi là chấp nhận được. Chúng ta không nói ra để vùi dập đại diện nước nhà. Những gì chúng ta đã và đang thấy là những vấn đề trong cặp trận vừa qua. Thậm chí, nói tệ hơn là VCS chưa thể đánh bại được ông lớn LPL. Nhưng không phải một trận thua thì Gam sẽ để thua nữa. Động lực cho các trận đấu tiếp theo và những lời cổ vũ tinh thần của người hâm mộ nước nhà sẽ giúp Gam có được tinh thần tốt trong những trận đấu sắp tới. Phía bên kia, Ru đã có một chiến thắng đầy bất ngờ trước hạt giống số 4 LCK là Dragon X. Trước khi trận đấu diễn ra, người ta sẽ thường bỏ qua những cái tên đáng chú ý của các đại diện châu Âu và chỉ chờ xem các đội Hàn Quốc sẽ vào đối phương bao nhiêu phút. Nhưng ở trận đấu này, Ru đã có một lượt pick khiến cho Dragon X phải chủ quan và trả giá. Đó chính là con Maokai đường trên trong tay của Odoa. Chưa kể đến là bước lùi của Dragon X, đó chính là trang bị huyết kiếm được Dev nâng cấp đầu tiên tránh để cho Lucian, Nami có thể sốc chết. Vì lẽ đó, cú chiêu cuối tại khu vực hàng sứ giả đã không có đủ lượng sát thương dù cho bảo đạn bắn xuyên qua hầu hết đội hình Ru. Như tình huống Dragon X muốn giao tranh với đối thủ lại không có được sự phối hợp khi từng người bước lên cho Ru diệt sạch. Và khi bộ trang bị của Maokai được hoàn thành thì Dragon X lại không lấy đâu ra đam để đốn ngã Maokai. ZK chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn con Maokai cạn lướt. Kingen với lượng chống chịu cũng bắt đầu mềm người trước chiêu cuối chinh phục để đi chỉ số của anh ta. Dev không thể bắn được. Lee Sin luôn mờ hoàn toàn trong suốt ván đấu. Chỉ với một lượt pick, Dragon X càng đánh càng hụt hơi so với hạt giống số 1 LEC. Nhưng công bằng mà nói, cả hai đội có một ván đấu cân bằng khi kỹ năng và lối di chuyển không quá chênh lệch. Nhưng cái thua của Dragon X trong ván đấu này chính là thua một con tướng và thua trong những tình huống kêu gọi. Dragon X chọn một đội hình đánh nhau nhưng lại đánh dưới cơ rule. Và khi các trang bị dần đầy đủ thì ván đấu đã có kết quả. Xét về khía cạnh nhân sự, Gam đang sở hữu những cái tên hàng đầu khu vực. Phía bên kia,
Ru có một người đi rừng được đặt nhiều kỳ vọng nhưng vẫn chưa thể tỏa sáng sau trận đầu tiên. Anh chỉ chơi tròn vai và có mặt lúc cần thiết. Bộ đôi đường dưới là Calm và Trimby mới chính là những nhân tố đáng chú ý. Họ có một giai đoạn đi lên ổn định, biết lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương. Đối diện với một pháp sư thời gian, nhưng bộ đôi này thi đấu ấn tượng. Về phía Gam, Kelty có một trận đấu ổn khi có thể đi hòa được với Midland nhất nhì LPL là Nike. Nửa trên Kiaya thi farm về Wayward và không để hao hụt bất kỳ chỉ số lính nào. Levi có những bước di chuyển đầy toan tính hơn và ít nhiều gây khó dễ cho Ted. Nhưng tóm lại, đường dưới của Gam cần cải thiện nếu không muốn bị Calm và Trimby chèn ép. Nói đi cũng phải nói lại, các nhân tố như Odoam hay Laksan đều là những cái tên luôn thi đấu tròn vai và đôi lúc sẽ tìm ra khe hở để tạo đột biến. Mandra vẫn chưa phát huy hết những gì anh có. Những người đi rừng từng dự bị cho Kenya có thể đang giấu bài để vùi dập đại diện VSS và gia tăng cơ hội vào vòng tứ kết. Nếu thay đổi bài vở ở giai đoạn Bambic, Gam cần chuẩn bị cắm đi con bài Maokai vô cùng khó chịu ở thời điểm này. Hoàng Luân cũng từng chia sẻ, đây là một meta thuộc những vị tướng không quá thuận tay dành cho các thành viên Gam. Tôi muốn xem họ thích nghi với meta này như thế nào. Sau trận đấu với Top, Gam đã có những lựa chọn ổn nhưng không thể làm được nhiều thứ. Các con bài khác như Graves, Kha'Zaar hay Lissandra cần được xuất hiện nếu có cơ hội được khóa vào. Tuy bị đánh giá thấp nhất bảng đấu và đối thủ ở lượt đấu mở màn, nhưng những nụ cười tươi trên môi của các thành viên Gam lại là những nụ cười động lực ở ngày thi đấu tiếp theo. Vẫn còn nhiều trận đấu để chờ Gam chinh phục. Biết đâu được, trong trận đấu ngày mai, Gam sẽ vào guồng và giành chiến thắng trước Ru. Trong một ngày Levi đánh Lee Sin cưỡi cổ Mantra, Kelty tốc biến hùng gió hạ gục Laksan. Star cùng Bia cho Calm và Trimby thấy ai mới là ông nội Botland. Kiaya bật mốt chiến thắng, đốn ngã các trụ mà anh đi qua. 15 phút dẫn 5.000 tiền, 20 phút có Baron, 25 phút linh hồn rồng ngàn tuổi. Tuyệt diệt châu Âu, Gam nhà chiến thắng đầu tiên ở chung kết thế giới 2022. Cảm Picasso xin phép vẽ cho Gam một kịch bản hào hùng nhất để đem về chiến thắng đầu tay và cũng là một chiến thắng huy hoàng. Hãy mang chiến thắng về cho VCS và hãy để người Việt Nam chúng ta có thể hô vang cụm từ Việt Nam tại đấu trường thế giới một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.